Xin chào các bạn đã quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay ở trên tay mình đang có một cái sản phẩm, đó là một cái microzone tay điều khiển MC6B. Thì trong cái giới RC thì người ta hay gọi cái này là TX Brake. Đây là bộ thu và bộ phát. Thì cái này sẽ giúp cho các bạn trong quá trình các bạn chế tạo các cái mô hình điều khiển. Đấy. Thì cái module này sẽ tích hợp đầy đủ các cái chức năng của bộ điều khiển chuyên nghiệp như FlySky, Devo. Kiểu dáng rất là đẹp và vừa tay. Nó có các cái chế độ mic kênh và đảo kênh. Khoảng cách điều khiển của con này khoảng tầm 400 đến 800 mét. Thì con này nó có 6 kênh. Đấy, thì mình sẽ nói qua thông số của cái tay này. Thì cái tay điều khiển này thì tần số của nó từ 2400 GHz đến 2483. Công suất thì nhỏ hơn 100 mW. Và với dòng thì nhỏ hơn 120 mA. Nguồn cung cấp cho con này từ 8,4 cho đến 12V, sử dụng 4 pin AA. Đây, mình sử dụng 4 pin AA. Các bạn có thể cấp nguồn qua cổng này. Đây, đằng sau này như mình cũng có một cổng đây. Đấy là thông số của cái tay điều khiển. Còn về thông số của cái bộ thu này thì tần số thì cũng tương tự với tay điều khiển, là từ 2400 đến 2483 GHz. Thì con này sử dụng nguồn từ 4,8 đến 6V. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn blink kết nối giữa tay điều khiển và bộ thu. Thì để kết nối giữa tay điều khiển với bộ thu thì trước tiên thì mình sẽ cần một cây AC. Ở đây mình dùng một cây AC 30A. Thế đấy là mình sẽ có một pin. Ở đây mình dùng một pin LiPo 11,1V. Mình cũng có chuẩn bị động cơ và một cái servo để test. Thì trong bộ này, trong cái bộ tay điều khiển này, nó có một cái dây blin, nhưng mà trong quá trình mình sử dụng mình đã làm mất nó, thì mình sẽ sử dụng thay thế bằng một cây răng. Công dụng thì hoàn toàn tương tự thôi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn blin. Thì trước tiên mình sẽ cắm AC vào bộ thu. Thì trên dây AC thì thường sẽ là dây đen hoặc dây nâu, thì các bạn sẽ cắm nó ra ngoài. Mình sẽ cắm nó vào cổng 3. Tiếp đến mình sẽ cắm dây blin. Đây, bộ link vào cổng cuối, cổng ID. Thế đấy thì mình sẽ cấp nguồn cho AC. Thì khi nào cái LED nãy ở đây nó xuất hiện thì nghĩa là bộ thu đã nhận nguồn. Tiếp đến là mình sẽ bật tay điều khiển. Đấy, nháy nó kêu. Tiếp đến là mình sẽ rút nguồn. Mình sẽ rút nguồn, rút dây vào ly. Đây là mình sẽ cắm động cơ servo và động cơ để test. Đây mình sẽ cắm servo trước, servo mình sẽ cắm kênh 1. Các bạn cắm dây servo tương tự như với dây AC, dây lâu của dây đen, các bạn sẽ cắm theo phía ngoài. Đây là một cái động cơ không thổi than, chuyên để các bạn sử dụng trong các cái mô hình máy bay hoặc là tàu. Cắm pin vào. Đấy, bây giờ mình sẽ test. Bây giờ mình sẽ test với servo. Đấy, đây là tay ga. Ga đây. Test servo. Thì đây là đấy, các chế độ. Đấy, mình sử dụng mic. Đây là mình sử dụng cái mic này thì nó sẽ thực hiện quay hai servo. Hai kênh đầu sẽ là hai cái kênh đầu của bộ thu sẽ là được cái servo. Đấy, nếu mình tắt bộ mic đi.
thì mình sẽ chỉ điều khiển được một cái servo, hai cái kính này không điều khiển được, nó sẽ là điều khiển cái servo thứ hai. Đấy, mình sẽ chỉnh mic lên thì hai kênh đều điều khiển chung được. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ test với cái động cơ này. Đấy, thì đây là cần ga, mình sẽ đẩy cần ga lên. Đấy. Các bạn đẩy càng cao thì ga càng mạnh, nên động cơ quay càng nhanh. Đấy. Thì các cái phím ở đây, đây là phím hiệu chỉnh, nếu mà lệch, đây là phím hiệu chỉnh cho các cái phím hiệu chỉnh. Ví dụ như bây giờ mình muốn cái servo lại bị lệch, mình sẽ hiệu chỉnh cái này thì nó sẽ làm quay servo đi, nên là chỉnh hướng cho các bạn chuẩn vị trí thôi. Nó sẽ cân bằng. Cái này chỉ dùng cho bạn nào cái này khi là các bạn dùng nhiều nó bị sai lệch đi thì bạn mới dùng cái này thôi. Thì video của mình về giới thiệu về cái bộ tay điều khiển này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.